Thưa thầy, bố mẹ con thường xuyên la hét chửi bới khi bực và thường trút giận lên cháu nhỏ. Con muốn dọn ra chỗ khác ở, mặc dù con biết khi ở gần con sẽ giúp bố mẹ thấy được ánh sáng Phật Pháp. Vì giờ mẹ con nghe Pháp nhiều hơn, con không biết mình chuyển ra ngoài có phải bất hiếu không? Con cảm ơn thầy. Nó có một vài trường hợp, nó có một vài lựa chọn. Một là mình ở thì mình kham nhẫn, tức là mình nghĩ là mình muốn giúp mẹ mình thì mình kham nhẫn. Hai là mình tránh đi, rồi mình độ sâu. Người ta nói là tránh vô chẳng hổ mặt nào đó. Có những phiền não cần phải tránh né. Ba là mình gửi con mình đi chỗ khác tránh. Thì sư thấy lạ là tại sao quý vị nghĩ cái chuyện là bây giờ mình dọn đi chỗ khác mà mình không nghĩ là mình dọn con mình đi chỗ khác. Thì tại vì nếu mình dọn đi chỗ khác thì quý vị sợ là bất hiếu, nhưng mà nếu mà quý vị chọn con quý vị đi chỗ khác thì quý vị sẽ không có bất hiếu. Tại sao quý vị không dọn? Hình như là tại vì mình coi con mình nó quan trọng hơn mẹ mình. Coi có phải vậy không? Thì nó có nhiều cái gọi là có nhiều cái sự lựa chọn, nó tùy mình thôi nha. Tuy nhiên á, nếu như mà mình có cái khả năng kham nhẫn thì mình nên ở lại. Còn nếu mình nhắm con của mình á, mà không kham nhẫn được thì mình gửi nó đi để nó tránh cái đó. Tức là cái khổ thì mình chịu thôi, còn con của mình thì mình gửi cho nó chỗ khác nó bớt khổ. Đây, sư qua câu hỏi tiếp theo.